đi kèm với dấu ấn lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý. Lịch sử và thành công nổi bật. Cảm ơn quý. Quý vị đã dành thời giờ xem hoặc nghe về podcast với Kenneth Quỳnh. Rồi cảm ơn Tino. Qua cái cuộc pre-interview của Tino với Kenneth, thì Kenneth được biết là Đi về tuần Tino bắt đầu trong cái ngành đó nhạc, là về tuần ngành ca. Thì Tino có thể nói cho Kenneth nghe về à, thì nó có thể nói cho Kenneth nghe về cái hành trình của Tino không? Wow, đó là một chuyến hành trình rất là dài. Em nghĩ là chắc anh sẽ kể hơn. nó là một chuyến hành trình rất là dài, em nghĩ là các em sẽ kể. Từ nhỏ nha. Thật ra từ lúc mà em sinh ra là sẽ xác định là em rất là thích âm nhạc. Tức là từ lúc mà em sinh là em đã xác định là em rất là thích âm nhạc. Và nói chung là làm cái gì cũng liên quan đến âm nhạc hết, em ăn ngủ. Và nói chung là làm cái gì nó cũng liên quan đến âm nhạc hết. Em ăn ngủ. Bỏ Em chị nghe nghĩ vào. là đi học về là cũng phải nghe nhạc, và thậm chí là có những bài hát mà em rất là yêu, tôi thích để có thể nghe từ nhạc. Lời tăng chỉ là có những bài hát mà em rất là yêu thích, em có thể nghe chữ nhã. Tôi đến trường rồi từ trường xe đi học về, nói chung là rất là thích âm nhạc, mà đặc biệt là thích nhạc. Về nói chung là rất là thích âm nhạc và đặc biệt là thích nhạc 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 cổ. Tiếng Anh hay người ta còn gọi là US UK á đó. Đó thì từ hồi nhỏ là em đã gần như là nghe những cái nhạc cổ điển, thậm chí cũng Thì cứ tôi nhỏ là em đã cảm là nhẹ cái nhắc cổ chí trong chỉ của chí của tạm chí của chí của nhóm nhạc rất là cũ như là ABBA hoặc là The Beatles, hoặc là những cái nhóm nhạc rất là tôi là hoặc là tôi biết tôi sự hoặc là
Interpreter kiểu kiểu như vậy, và em rất là thích cái giai điệu của những cái bài hát. Những bài và em chất là thích cài dài là điều của những bài bài thất. Tôi đã đọc cụ thể của YouTube, kênh YouTube Thiên Bếp. Tôi đã sử dụng giọng nói. Tôi có thể biết hiểu. Chưa biết, tôi có thể chưa biết thiên bếp, cao thiên bếp. And tôi đã tốt và phát âm khắc quả. Tôi có thể sử dụng AI để phát triển cao thiên bếp. Tôi luôn tập đọc nói bếp của thiên bếp. Của thiên bệnh. Thiên bệnh. Thiên bệnh. Thiên bệnh. Thiên bệnh là tôi học thiên bệnh. Tôi học thiên bệnh. Tôi học thiên bệnh. Tôi học thiên bệnh. Tôi có thể học tiếng Việt. Học, tiếng Việt. Tôi đang học 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 tiếng Việt. Học tiếng Việt. Tôi đang học tiếng Việt. Tôi đang học tiếng Việt. Tôi đang học tiếng Việt. 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 Học tiếng Việt. Học tiếng Việt. Tiếng Việt. Tiếng Việt. Tôi đang học tiếng Việt. Học tiếng Việt. Học tiếng Việt. Tôi đang 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 học tiếng Việt. Lịch sử và rằng quăng nôi bật cảm ứng của các thi có thể nổi rằng Canada đó là một chuyện rất đặc biệt. Em nhìn chắc chắn là lúc em còn nhỏ anh đã phát triển là mình rất nhiều âm nhạc. Âm nhạc là những đã mệt lòng nhất của em. Năm cái dù âm tin đó là em rất nhiều thích bài hát và có thể kèm thêm nhiều bài hát
em nhiều thích nhiều bút vẽ nói chung em rất thích âm nhạc và đặc biệt là thích nhạc để lôi đồ. Lối độ. Hồi nhỏ em đã bắt đầu phổ biến đam mê này. Gái mà đam mê nhất là cô chính tâm chi cô thích là tâm tôi chỉ cô chỉ nhớ về những cái nói nhất trong các bài hát mà em hiểu thích. Em có thể kể thêm những bài hát mà em yêu thích nhiều vui vẻ. Nói chung là em rất nhiều nhắc và thích nhất là tệ lôi nè. Em đã học rất nhiều và em nhắc qua YouTube, trên YouTube em đã học các việc chữ đẹp hơn, các tâm là hơn và có thể sử dụng công cụ để kết cấp âm thanh là em đã chính xử các bạn nhất và đã rất tốt, nhiều tiến bộ. Em đã cải thiện khả năng của em mình qua việc học trên YouTube. Em đã thực hiện nhiều dự án âm nhạc và đã giúp đỡ nhiều người khác. Em cảm thấy em rất hạnh phúc bởi những gì mình đã đạt được. Em thấy em đang có kiến biết em đã rất tâm trí tiếng Việt và cảm thấy mình đã thêm bộ danh dự. Em đã cố gắng hết sức và cảm thấy rất hạnh phúc khi học tiếng Việt. Em đang tiếp tục học và cải thiện kỹ năng của mình hàng ngày. Làm tốt lắm.